Cô xin chào tất cả các em. Một bức tranh mà tình cảm anh em có sự thay đổi. Vậy bức tranh có ý nghĩa giáo dục nhân cách con người như thế nào? Nội dung bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu qua văn bản bức tranh của em gái tôi. Các em sẽ đi vào phần thứ nhất, giới thiệu phần tác giả. Đây chính là chân dung tác giả Tạ Duy Anh. Dựa vào chú thích sao sách giáo khoa trang 33, em cho biết những nét chính về tác giả. Tất cả các con suy nghĩ cho cô. Tác giả Tạ Duy Anh sinh năm 1959, quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Ông là nhà văn hiện đại, tác phẩm của ông được mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Các con chuyển sang phần của cô tiếp theo, đó là phần tác phẩm. Trên màn hình là tác phẩm của tác giả Tạ Duy Anh. Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản này cho cô nào. Cái văn bản này được rút trong tập truyện ngắn Con Dế Ma. Truyện đã đạt giải nhì trong cuộc thi viết tương lai vẫy gọi của báo Thiếu Niên Tiền Phong. Và ngoài ra Tạ Duy Anh còn có những cái tác phẩm như là Trò Đùa Của Số Phận, viết năm 2008, Lão Khổ, tiểu thuyết 1992, Hiệp Sĩ Áo Cỏ, truyện vừa thiếu nhi 1993. Bây giờ các em chuyển sang phần 2 La Mã để chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, đó là đọc. Hôm trước cô đã dặn các con về nhà chuẩn bị kỹ cho cô bài này rồi. Bây giờ các con quan sát trong sách giáo khoa trang 30, 31, 32 cho cô. Khi đọc văn bản này thì các con đọc với chậm rãi này, diễn cảm phân biệt giữa lời kể, các đoạn đối thoại, diễn biến tâm lý của người anh qua câu chuyện. Các em quan sát trong sách giáo khoa cho cô biết nhé. Và vậy về văn bản này có bố cục mấy phần và nêu nội dung từng phần cho cô nào. Bố cục gồm 3 phần. Đoạn 1 là từ đầu đến tài năng. Nội dung là Kiều Phương được phát hiện có tài năng hội họa. Đoạn 2 tiếp đến nhận giải. Nội dung là sự thay đổi trong tính cách của người anh đối với Kiều Phương. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Nội dung người anh đã nhận ra điểm yếu của mình và tình cảm trong sáng của người em gái. Văn bản này được viết theo thể loại nào? Đó là truyện ngắn. Nào. Bây giờ các con suy nghĩ để chúng ta tóm tắt cái câu chuyện cho cô. Câu chuyện này kể về hai anh em Kiều Phương, còn gọi là Mèo. Qua lời kể của người anh, Mèo là cô bé hay nghịch ngợm nhưng lại có năng khiếu vẽ đặc biệt. Sau một thời gian theo dõi, nhất là khi nghe chú Tiến Lê khen tranh của em gái, khiến người anh thường gắt gỏng với em mình. Dù Kiều Phương chẳng có tội tình gì, nhưng thật bất ngờ, bức tranh đoạt giải của Kiều Phương lại là bức tranh vẽ về người anh thân yêu của mình. Đứng trước bức tranh, người anh đã nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái và hối hận vì đã đối xử không đúng với em. Em đã cho cô biết phương thức biểu đạt cái văn bản này. À, đó là tự sự, xen miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Nhân vật chính trong chuyện này là ai? Vì sao nào? Các con cùng suy nghĩ. À, nhân vật chính trong chuyện này là Kiều Phương và anh trai, vì cả hai nhân vật này đều là mang chủ đề của chuyện lòng nhân hậu và thói sợ đố kỵ. Trong đó nhân vật trung tâm là người anh, sự thất bại của thói đố kỵ.
Chuyện này được kể theo lời kể của nhân vật nào? Kể như vậy thì có tác dụng gì? Cái câu chuyện này được kể theo lời nhân vật người anh, ngôi kẻ thứ nhất. Nó có tác dụng bộc lộ rõ được cái diễn biến tâm trạng của người anh khi phát hiện em gái có tài vẽ, khi em gái vẽ về mình. Bây giờ các con chú ý cho cô đoạn 2, đoạn 3, sách giáo khoa trang 3233. Tất cả các con quan sát trong sách và cô nhắc lại đoạn 2, đoạn 3, các con chú ý cho cô. Từ chỗ chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng cho đến đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy. Các con đánh dấu cái hai cái đoạn đó dùng cô. Vì cái bài học hôm nay các con học là bài bức tranh em gái tôi là các con học hai tiết, hôm nay chúng ta học đoạn 2, đoạn 3. Còn đến ngày hôm sau á, tiếp sau là các con học đoạn 1. Chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 2 là nhỏ phân tích. A là nhân vật người anh. A1 khi tài năng của em gái chưa được phát hiện. Khi phát hiện em gái chế thuốc vẽ nhỏ nồi thì người anh đã có nghĩ gì đấy? Có cái suy nghĩ gì? À trời ạ, à, thì ra nó chế thuốc vẽ. Cái ý nghĩ đó đã nói lên cái thái độ gì của người anh đối với em? À, người anh rất là ngạc nhiên, vui vẻ, xem thường anh. Các con thấy là khi trước khi phát hiện tài năng của em thì hai anh em rất là gì đây, rất là người anh rất là yêu quý, yêu quý nhau. Nó nào, anh rất là quý em gái của mình. Bây giờ các em chuyển sang cho cô sang cái phần A2. Khi mọi người phát hiện tài năng của em và em đạt giải. Mọi người đã có thái độ như thế nào khi mà tài vẽ của Kiều Phương được phát hiện? Các con cùng suy nghĩ để tìm ra cho cô cái câu trả lời nhé. Chú Tiến Lê khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên nói với bố Kiều Phương, anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không? Bố, ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Còn mẹ thì sao? Không tìm được xúc động. Như vậy tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vui mừng, sung sướng. Còn người anh thì có suy nghĩ và hành động như thế nào á con? À, người anh cảm thấy mình bất tài rồi hay gắt gỏng với em, lén xem trộm tranh em vẽ rồi lén chút ra một gì đây, một tiếng thở dài. Vậy em có nhận xét gì về cái tâm trạng của người anh lúc này không? À, đó là tâm lý dễ gặp ở mọi người, nhất là tuổi thiếu niên. Đó là cái lòng tự ái và mặc cảm, tự ti khi thấy người khác có tài năng nổi bật. Tại sao người anh lại lén chút ra một tiếng thở dài sau khi xem tranh của em gái? À, thấy em có tài thật còn mình thì kém cỏi, đúng không nào? Người anh đã có những cái cử chỉ gì khi mà Kiều Phương đạt giải chia vui? À, đẩy em ra. Tại sao người anh lại có cái thái độ mà không thân thiện như vậy? À, đó người anh ghen ghét đố kỵ với em, có nghĩa là thấy em nó giỏi hơn mình không có một năng khiếu gì mà cảm thấy là gì đây? Không hài lòng về cái sự thành đạt của em. Bây giờ con chuyển sang phần A3. Khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái,
Em nhìn thấy bức tranh đây là của Kiều Phương vẽ, các con nhìn có thấy đẹp không? Nhưng chúng ta đều biết Kiều Phương tham gia trại thi vẽ quốc tế được trao giải nhất và rủ anh cùng đi nhận giải. Và hôm đó đi nhận giải thì cả ba mẹ con là người Kiều Phương đều đi nhận giải, đúng không nào? Vậy thì các con nhìn trên bức tranh, các con nhìn thấy là con thấy là cái bức chân dung của người anh được miêu tả như thế nào? À, trong tranh một chú bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trong xanh, mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ toát lên từ cặp mắt. Tư thế ngồi của chú không chỉ suy tư mà còn rất mơ mộng. Lúc này thì người anh đã có cái tâm trạng như thế nào? À, ngỡ ngàng, hãnh diện và xấu hổ, đúng nào? Vậy thì em hãy tìm cho cô cái đoạn văn thể hiện cái tâm trạng đó. Tôi giật sững người, chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi hoàn hảo đến thế kia ư? À, như vậy các con thấy là khi mà nhìn thấy bức tranh của em gái mình thì người anh ngỡ ngàng, hãnh diện và xấu hổ. Đúng không? Vậy thì em hãy cho cô biết tại sao người anh lại có cái tâm trạng ngỡ ngàng, hãnh diện và xấu hổ như vậy. À, ngỡ ngàng hãnh diện vì em vẽ mình hoàn hảo đến thế, xấu hổ vì đối xử không tốt với em. Xem bức tranh của em gái, người anh hãnh diện tự hào vì dáng vẻ của chính mình, xấu hổ vì thái độ và những suy nghĩ hành động tồi tệ nhỏ nhen của mình đối với em. Bấy lâu nay anh tự thấy mình không xứng đáng được em trân trọng đề cao như thế. Lại muốn khóc quá, nhưng lần này là tiếng khóc ăn năn hối lỗi, tự phê phán sâu sắc suy nghĩ của anh, không nhận đó là chân dung của mình mà là tấm lòng nhân hậu và tâm hồn tuyệt vời trong sáng của em, là sự tự nhận thức chân thành nhất. Từ nhân vật người anh thì chúng ta rút ra bài học gì? Các con cùng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho cô. Bài học rút ra đó là không nên ghen tị, đố kỵ là thói xấu của con người. Làm cho con người nhỏ bé đi, chúng ta nên tránh xa lòng ghen tị, đố kỵ đó. Cuối chuyện người anh nói với mẹ, không phải con đâu, đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy. Em có nhận xét gì về cái câu nói này? À, người anh đã nhận ra cái thói xấu của mình, nhận ra cái tình cảm trong sáng nhân hậu của em gái, biết à, xấu hổ. Thế em nhân vật người anh có đáng yêu hay là đáng ghét nào? À, người anh à, đáng trách nhưng cũng đáng cảm thông vì tính xấu chỉ là nhất thời. À, người anh có thể trở thành người người tốt là đúng không? Em nhận xét về nghệ thuật miêu tả của tác giả ở đây. À, tác giả đã miêu tả tinh tế diễn biến tâm lý của nhân vật. Bức tranh là nghệ thuật, sức mạnh của nghệ thuật là tìm hiểu, xin lỗi, là tìm kiếm cái đẹp, làm cho cái đẹp con người à, được nâng cao lên một bậc thang cao nhất của cái đẹp, đó là chân thiện mỹ. Về nhà các con đọc kỹ văn bản rồi tóm tắt văn bản cho cô. Cảm nhận của bản thân về bức tranh đoạt giải của người em gái.
Và tiết sau các con học tiếp bài bức tranh của em gái tôi. Các em soạn phần còn lại hành động tình cảm của Kiều Phương. Tiết dạy của cô đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em.